Xin chào quý anh chị. Rất là nhiều khách hàng đang băn khoăn là trong thời điểm này với tầm tài chính tầm khoảng dưới 10 tỷ thì mình mua những sản phẩm ở đâu là phù hợp, và vị trí đó nó có kết nối, liên kết vùng rồi có thể kinh doanh được hay không. Thì hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một cái vị trí khu dân cư rất là đẹp và tại phường Tân Hưng. Thì như vị trí Phước Sửu đang đứng, xe di chuyển rất là đông, đó là cây cầu Him Lam, là một cây cầu bắc từ khu dân cư Him Lam sang Trung Sơn. Với cây cầu này thì quý anh chị có thể đi về huyện Bình Chánh nè, quận 8 nè, đi di chuyển lên cầu Kênh Sáng và đi qua hướng quận 5. Thì vị trí của khu dân cư này rất là đẹp ha, nằm kế cận ở đây là khu vui chơi Viettopia của khu Him Lam, và trong một quần thể khu dân cư Him Lam rất là đẳng cấp, được xây dựng nhà theo mẫu, và với giá trị đất của khu dân cư Him Lam ở đây bây giờ là cũng khá cao, hơn 200 triệu một mét vuông. Thì hôm nay là khu dân cư này là đã phân lô bán nền và đã có sổ hồng đầy đủ. Và điều đặc biệt ở khu dân cư này là đường xá đầy đủ, có vỉa hè, và đây là những cái trụ gọi là điện nước âm hết toàn bộ ha. Với cái khu dân cư này thì xây dựng gần như tự do quý anh chị. Thì ở đây với cái cách xây dựng là một trệt nè, một lửng, 4 lầu và áp mái. Nên với khu dân cư này thì rất là tiện lợi, mình có thể xây làm văn phòng nè, làm khách sạn nè, cho thuê nè, rồi tất cả mọi thứ ở đây rất là tiện lợi luôn. Và quý anh chị ở đây khi mà sở hữu cái diện tích ở bên này, nó có nhiều loại diện tích, nhưng mà cái loại diện tích đa số là nhà phố, khoảng 4m2 x 18. Thì với cái vị trí của cái lô đất này thì nằm mặt tiền của 1041 Trần Xuân Soạn. Vị trí này thì mình gọi là con đường ven sông của Trần Xuân Soạn, khu Tân Hưng luôn á. Thì với cái chiều cao, khi mà xây dựng cao như vậy thì tầm view như vậy thì quý anh chị có thể là nhìn thẳng ra bờ sông luôn. Nhìn thẳng ra bờ sông, nhìn qua khu dân cư Trung Sơn. Và từ cái vị trí này thì xe qua lại rất là đông, nên là quý anh chị có thể là kinh doanh buôn bán rất là sầm uất, hoặc cho thuê ha. Bởi vì con đường này thì nó nối liền ra Trần Xuân Soạn luôn. Thì với cái vị trí này thì rất là đẹp, mà kết nối vùng rất là thuận tiện. Từ đây chỉ có khoảng vài trăm mét là mình có thể đến siêu thị Lotte Mart, là một cái siêu thị rất là lớn ở quận 7 và kinh doanh rất là nhiều mặt hàng. Rồi ngoài ra là cửa hàng Thế Giới Di Động, hoặc tất cả những cái cửa hàng tiện lợi kinh doanh buôn bán quận 7, đây gọi là trung tâm của quận 7, là phường Tân Hưng, là cái phường rất là gần. Và từ vị trí này thì quý anh chị có thể là di chuyển sang quận 1 chợ Bến Thành, chỉ mất khoảng hơn 2 cây số, đi khoảng hơn 10 phút. Mình có thể di chuyển về quận 8 nè, đi Bình Chánh hướng Trung Sơn, hoặc đi hướng huyện Văn Linh, đi về phía miền Tây, rất là gần. Và từ đây mình có thể là di chuyển lên cầu Phú Mỹ, mất tầm khoảng 3 cây số để đi về quận 2, rồi về hướng Nhà Bè, đi hướng Long An. Một vị trí rất là đắt điện nhưng mà giá rất là mềm. Với tầm giá thì rất là hấp dẫn để cho quý anh chị gọi là đầu tư sinh lời. Thì quý anh chị cần thêm thông tin, inbox ngay cho Phước Sửu. Và điều đặc biệt, Phước Sửu sẽ gửi cho quý anh chị ngay cái sổ hồng cầm tay, và quý anh chị là mua bán công chứng về là có thể là sang tên ngay và xây dựng ngay kịp thời, để đầu năm mình có thể là đưa vào ở hoặc là cho thuê. Xin chào quý anh chị, inbox Phước Sửu nha, là một cơ hội đầu tư rất là tuyệt vời tại phường Tân Hưng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.